Đầu tư cho y tế là đầu tư cho phát triển. Sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân là sự nghiệp của toàn dân, của cả hệ thống chính trị. Đây là một trong những ưu tiên đặc biệt của Đảng và Nhà nước ta, do đó phải tiếp tục đầu tư cho các nguồn nhân lực, vật lực, tài lực một cách thích hợp cho ngành y tế. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã nhấn mạnh như vậy khi tới thăm và làm việc với Bộ Y tế vào sáng nay nhân kỷ niệm 69 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27 tháng 2. Cùng dự cuộc làm việc có Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách Lê Quang Mạnh, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy, Trưởng ban Dân nguyện Dương Thanh Bình cùng lãnh đạo các bộ ngành trung ương và các cơ quan của Quốc hội. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay và nhất là năm 2023, ngành y tế đã vượt qua nhiều khó khăn thách thức, đạt được những kết quả toàn diện cả về hoàn thiện thể chế chính sách, công tác quản lý nhà nước và trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Công tác hoàn thiện thể chế trong lĩnh vực y tế được tập trung với nhiều chủ trương, chính sách, nhiều luật, nghị quyết, nghị định được Trung ương Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ ban hành. Trong đó có nhiều quyết sách đặc biệt, đặc cách, đặc thù, góp phần quan trọng tháo gỡ khó khăn vướng mắc và tạo động lực cho ngành y tế. Các thành viên đoàn công tác đề nghị Bộ Y tế nỗ lực hoàn thành đúng tiến độ các dự án luật theo kế hoạch 81 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện hồ sơ đăng ký vào các chương trình xây dựng luật pháp lệnh khi đủ điều kiện như dự án luật hiến lấy ghép mô bộ phận cơ thể người và hiến lấy xác, dự án luật dân số, dự án luật an toàn thực phẩm. Phát biểu tại cuộc làm việc, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gửi tới toàn thể cán bộ, công chức viên chức, bác sĩ, nhân viên, người lao động ngành y tế những tình cảm thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhân kỷ niệm 69 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội biểu dương ngành y tế từ đầu nhiệm kỳ đã vượt mọi khó khăn, kiểm soát, khống chế thành công đại dịch COVID-19. Trân trọng và cảm ơn những đóng góp hy sinh thầm lặng của những chiến sĩ áo trắng đã bất chấp nguy hiểm, sẵn sàng hy sinh sức khỏe, tính mạng của bản thân, bảo vệ sức khỏe, tính mạng và cuộc sống bình yên của nhân dân. Chủ tịch Quốc hội cũng cho rằng, ngành y tế đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất và đang đứng trước những cơ hội, niềm tin để tiếp tục phát triển. Về nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội mong Bộ Y tế và toàn ngành y tế tiếp tục quán triệt đầy đủ vai trò của ngành, lời căn dặn của Bác Hồ đối với cán bộ, nhân viên y tế và chủ trương của Đảng ta đối với lĩnh vực y tế, tập trung nhất tại Nghị quyết số 20, Nghị quyết số 21 của Trung ương Đảng về bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân và công tác dân số trong tình hình mới. Nghị quyết 20 nói là nền y học Việt Nam là nền y học khoa học, dân tộc và đại chúng, làm cho nó thấm đượm mấy cái vấn đề này. Thế nào là khoa học, thế nào là dân tộc, thế nào là đại chúng? Với cái mục tiêu cao cả là nâng cao sức khỏe cả về thể chất, tinh thần, tầm vóc tuổi thọ và chất lượng cuộc sống của nhân dân, ngành y tế phải nằm lòng mấy cái việc này. Khóa này cũng thế, mà khóa sau thì cũng càng phải làm thế. Năm nay thế, năm sau là càng phải chú trọng hơn cái vấn đề này. Chứ không chỉ là trị bệnh cứu người đâu. Thì bệnh cứu người là một cái chức năng căn bản thôi. Nhưng mà sứ mạng của ngành y tế thì rộng hơn như thế. Hướng tới bao phủ về chăm sóc sức khỏe và bao phủ về bảo hiểm y tế. Hai cái khái niệm nó khác nhau, có liên quan chặt chẽ với nhau. Nhất trí với ý kiến của các thành viên đoàn công tác về việc không nên đẩy vấn đề tự chủ, xã hội hóa trong lĩnh vực y tế, Chủ tịch Quốc hội khẳng định mục tiêu cao nhất của Đảng và Nhà nước ta là xây dựng một hệ thống y tế công bằng, chất lượng, hiệu quả và hội nhập quốc tế. Chăm sóc, bảo vệ, nâng cao sức khỏe là sự nghiệp của toàn dân, toàn hệ thống chính trị. Cùng với đó, Bộ Y tế cần tiếp tục chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ lập pháp được giao chủ trì và xây dựng lộ trình phù hợp đối với các dự án luật dự kiến trình Quốc hội thông qua trong năm 2025 và những năm tiếp theo. Tuyệt đối là không được để nợ văn bản, không được để trì trệ. Trách nhiệm mà một số cái lĩnh vực nào đó không phải mình chủ trì, mà chậm thì vẫn là mình có phải có trách nhiệm. Triển khai các cái chương trình xây dựng pháp luật mới như là luật dược, rồi luật về bảo hiểm y tế sửa đổi v.v. Phải đến 9 dự án luật năm nay và sang năm. 9 nhiệm vụ nghiên cứu lập pháp, trong đó có một số luật quan trọng. Rồi luật dân số cũng là chúng ta nợ từ trước rồi. Rồi luật liên quan đến phòng bệnh cũng rất là quan trọng. Thì chúng tôi đề nghị là công chí tăng cường năng lực xây dựng pháp luật lên, tăng cường cả năng lực về quản lý đầu tư lên. Những cái kết quả của
nhấn mạnh nghề y là một nghề đặc biệt, nhân lực y tế cần được tuyển chọn, đào tạo, sử dụng và đãi ngộ đặc biệt, phải đáp ứng yêu cầu chuyên môn và y đức. Chủ tịch Quốc hội đề nghị tập trung hơn nữa cho công tác bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ, bác sĩ, nhân viên ngành y tế. Chủ tịch Quốc hội cũng khẳng định các cơ quan của Quốc hội sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Chính phủ để tiếp tục hiện thực hóa chủ trương của Đảng, đầu tư cho y tế là đầu tư cho phát triển, sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân và sự nghiệp của toàn dân, của cả hệ thống chính trị.